Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là cái ngày 31 tháng 12 năm 2018, là ngày cuối cùng của năm 2018. Thay vì một cái video sẽ nói về chủ đề học tập thì hôm nay tôi sẽ tổng kết lại toàn bộ những cái gì một năm làm được ở trên cái kênh YouTube học tiếng Trung của Nguyễn Dương. Trong cái năm 2018 này có lẽ là cái năm đầu tiên mà tôi làm cái số lượng video nó lớn như thế. Mỗi tôi vừa thống kê lại thì có đến 260 video. Rất là tròn trịa. Tính đến ngày hôm nay, tính thêm cả cái video này nữa, nó là 261 video. Đấy, nghĩa là trung bình nó rơi vào khoảng độ 1,4 ngày thì tôi đã ra được một cái video. Đấy ạ. Có lẽ là chăm chỉ hơn một số bạn học tiếng Trung. Người làm video tôi còn chăm chỉ hơn một số bạn học tiếng Trung, là có khi hơn một ngày các bạn chưa đụng vào cái bài học tiếng Trung đâu, nhưng mà trong khoảng 1,4 ngày là tôi ra một video. Để ra một video đương nhiên nó sẽ không đơn giản là như cái việc các bạn chỉ xem một cái video thôi. Ngoài việc quay này, biên tập này, làm những cái công cụ khác nữa để có thể ra được một cái video đấy ạ. Trong đó thì 260 video này nó tập trung vào khá đa dạng, từ giáo trình Hán ngữ này, giáo trình Hán ngữ nghe nói này, ngữ pháp này, HSK này, tương đối nhiều. Trong cái năm 2018 này cũng chính là cái năm mà tôi đang chọn lựa xem cái hướng đi nào là phù hợp nhất trong các lĩnh vực của tiếng Trung. Thực ra để đề cập về cái vấn đề tiếng Trung thì nó rất là rộng. Ngoài những cái bài học về ngữ pháp, về văn hóa, phong tục tập quán, du lịch, nó rất là mênh mông. Mỗi người sẽ có thể phù hợp với khả năng của mình trong một cái lĩnh vực nào đó. Có người thì sẽ vài ba lĩnh vực, nhưng có người có lẽ chỉ một lĩnh vực thôi. Và trong cái năm 2018 này do làm tương đối nhiều các lĩnh vực trải dài ra thì có lẽ tôi cũng đã chọn lựa được cho mình một cái lĩnh vực phù hợp. Cái lĩnh vực phù hợp có lẽ sẽ bật mí vào cuối video, đó chính là cái kế hoạch năm 2019. 2018 thì cái kênh YouTube này cũng nhận được khoảng độ 8.000 lượt đăng ký, tương đối cũng không phải là quá lớn, nhưng mà nó cũng là một cái con số tương đối có thể chấp nhận được, tương với khoảng độ 22 người đăng ký trên một ngày, và có khoảng độ hơn 5 triệu phút xem. Đây là một cái con số không phải là lớn. Một số bạn thì làm YouTube chuyên nghiệp, các bạn sẽ biết rằng 5 triệu phút xem mà có lẽ có một số bạn sẽ làm nó trong có khi một tháng sẽ đạt được cái con số này. Tôi phải mất cả một năm nó được hơn 5 triệu phút xem. Các cái quốc gia tập trung xem thì chủ yếu là Việt Nam là chính, bởi vì cái ngôn ngữ tôi nói ở đây chủ yếu là tiếng Việt. Ngoài ra thì còn có Mỹ, Nhật và Đài Loan. Ở đây thì theo theo tôi phỏng đoán thì là những cái người Việt Nam sống ở bên nước ngoài. Ở Việt Nam thì chủ yếu họ cái lượng người xem chiếm khoảng 80% rồi. Còn ở các nước ví dụ như Mỹ, Nhật và Đài Loan thì chiếm khoảng độ trên 10% nữa, còn rất là nhiều nước khác nữa. Nhưng mà cái tỷ lệ nó chỉ nhỏ thôi. Ok. Phần này, phần tiếp theo sẽ là bật mí về cái doanh thu khi mà thu nhập được khi làm YouTube. Rất là nhiều bạn rất tò mò và ông làm nhiều như thế, khả năng là làm nhiều video với khả năng ông kiếm được cũng tương đối nhiều tiền từ cái việc làm YouTube này. Có lẽ tôi sẽ đưa cho các bạn một cái hình ảnh, đây là chụp chính xác từ điện thoại 365 ngày vừa qua, bắt đầu chụp từ ngày từ cái thời điểm quay này là ngày 31 tháng 12 nhá. Để các bạn biết rằng doanh thu một tháng của tôi sẽ khoảng bao nhiêu tiền. 100 triệu, 200 triệu hay là nhiều hơn. Đây, con số nằm ở đây. 444,13 đô.
tương với khoảng độ 37 đô một tháng và khoảng độ 800 nghìn tiền Việt trong một tháng. Nó là một con số để mà nếu như để các bạn bỏ ra khoảng thời gian như thế, tôi nghĩ là chẳng, đây là nó còn vượt thấp hơn cái mức lương tối thiểu của bạn quá nhiều. 800 nghìn trong một tháng, không ai đã bỏ nhiều công sức và thời gian ra để làm, tốn nhiều thời gian cho các bạn như vậy, đúng không ạ? Năm 2018 thì cái phần doanh thu này có lẽ không, tôi không đạt nhiều, bởi vì thực tế cái mục đích của tôi khi mà chia sẻ những cái video này nó không nhằm vào cái vấn đề tài chính quá nặng, nên là chính vì thế mà cái doanh thu này nó không 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 được đặt nặng. Như các bạn biết thì các video đưa ra hầu như toàn là miễn phí, chỉ đến khi cuối tháng 12 này khi mà tung ra một cái khóa học online ở đây, những cái người mà đăng ký khóa học này thì ngoài cái việc cái bài học thì tôi cũng nói rồi, bài học là có hoàn toàn ở trên mạng rồi. Đương nhiên những người mà đăng ký khóa học này sẽ, cái phần bài học đã được tôi chỉnh sửa tinh chỉnh đi một chút để cho nó cẩn thận hơn, chu đáo hơn, list nó thành nó hệ thống hơn. Ngoài ra một cái điều quan trọng hơn nữa mà các bạn nhận được khi mà đăng ký khóa học online này, nó chính là cái việc hỗ trợ trực tiếp từ bản thân tôi. Đương nhiên những cái khúc mắc, cái hỏi đáp các bạn sẽ được tôi giải đáp nhanh nhất có thể, nghe đương nhiên sẽ không thể quá một ngày được. Khi các bạn có email hoặc có bình luận là tôi sẽ giải đáp các bạn ngay. Đương nhiên trong cái khoảng thời gian mà tôi đang nhận cái tiền học phí của các bạn thì hiện tại khi khi cái lượng học viên của tôi nó chưa quá đông, tôi vẫn đang hỗ trợ một cách chu đáo nhất rồi, nhưng mà khi khối lượng học viên lớn hơn khả năng là cái bước đấy tôi sẽ tính sau, nó dành cho cái kế hoạch khi mà đông đảo hơn, đông đảo học viên hơn, có thể là sẽ thuê người kết hợp với một ai đó, chuyện tương lai. Ok, như thế là đã tổng kết xong năm 2018 về cái kế hoạch năm 2019 khi mà đưa ra cho cái kênh YouTube này. Đối với cả những cái bạn mà học tiếng Trung, cái việc chia sẻ của tôi sẽ năm 2019 sẽ tập trung nhiều. Đây chính là cái định hướng sau một năm mà tôi làm YouTube về tiếng Trung. Thì năm 2019 tôi sẽ tập trung nhiều và nặng hơn rất nhiều vào phần giáo trình Hán ngữ. Cố gắng trong năm 2019 mục tiêu đặt ra sẽ phải xong được tối thiểu là 4 cuốn. 4 cuốn. Hiện tại đã ra được một cuốn rồi. Thì phải ra nốt được ít nhất là 3 cuốn còn lại. Còn hy vọng là sẽ ra được hết cả quyển số 5. Đấy. Đấy là cái mục tiêu của kênh YouTube. Về số lượng video thì cũng hy vọng là hàng ngày ra đều đặn được mỗi ngày một video. Đấy. Năm ngoái được 260, 261 video thì đến năm 2019 sẽ hy vọng sẽ có được khoảng độ 365 video, mỗi ngày một video mà. 365 video. Hy vọng là các bạn sẽ chia sẻ nhiều các cái video của tôi trên YouTube, cũng như là một cách đơn giản hơn là sau khi xem mỗi cái video của các bạn, của tôi, các bạn có thể để lại bình luận, like và để lại bình luận phía dưới để cái lượng tương tác của nó tốt hơn, nó phổ cập cho nhiều người biết hơn. Các bạn có thể có những câu bình luận ví dụ cảm ơn, bởi vì những cái video này nó là miễn phí thôi chứ. Năm 2018 thì có khoảng 8.000 người đăng ký, thì năm 2019 hy vọng là cái con số này nó sẽ tăng được gấp đôi, nghĩa là khoảng 16.000. Hy vọng hơn nữa nó khoảng độ 2 vạn người đăng ký. Số lượng phút xem thì cũng tương ứng nó sẽ nhân đôi lên, khoảng 10 triệu phút xem. Ok, về phần doanh thu thì tôi cũng không đặt doanh thu của 2019 sẽ phải cao hơn bao nhiêu, nhưng mà hy vọng là nó cũng sẽ tốt hơn để chính những khoản thu nhập đấy. Các bạn phải hiểu rằng cái khoản thu nhập này nó sẽ dành cho những cái việc mua sắm những cái dụng cụ, ví dụ như máy quay này, máy tính này, ghi âm này, hệ thống mic để ghi âm, đúng không? Những cái phần mềm ở trên mạng nữa. Đấy là những cái mà dành cho cái việc chi phí. Các bạn thấy rằng con số 444,13 đô năm 2018 này nó có thể là một con số, đối với một bạn khi mà thu một cục về thì nó cũng được khoảng độ chục triệu,
À, nghe nó cũng được được, nhưng mà thực tế khi các bạn chia cho 12 tháng thì nó không đáng bao tiền. Hiện tại thì còn khoảng độ gần 300 đô ở trong YouTube, tôi cũng chưa thèm rút. Ok, đó là những cái gì chia sẻ tổng kết cuối năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Hy vọng là cái kế hoạch này sẽ được thực hiện, và nó có được thực hiện hay không thì nó cũng sẽ dựa vào một cái phần rất lớn từ các bạn, nghĩa là sự ủng hộ từ các bạn sẽ giúp cho cái mục tiêu của tôi có hoàn thành hiện thực hay không. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào năm 2019. Xin nhắn tay lên ạ.